Vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khi nước ta vẫn còn chiến tranh, hai vợ chồng nọ sống rất hạnh phúc với nhau. Họ sống vui vẻ, đầm ấm, hòa thuận. Rồi một ngày, người chồng cũng theo tiếng gọi của Tổ quốc mà ra trận. Lúc này, người vợ cũng sinh hạ được một cậu con trai rất cáu kỉnh. Một thời gian sau, họ nhận được thư báo từ chiến trường, người cha đã hy sinh, để lại hai mẹ con một mình. Chuyện xảy ra vào một sáng nọ. Con ơi. Gì mẹ ơi? Con ơi, dậy đi, muộn học rồi đấy. Vẫn sớm rồi mẹ, mà con hơn 6 giờ mẹ đã gọi con rồi. Hôm nay mẹ đi chợ sớm, con tự đi học một mình nhá. Vâng ạ. À mẹ ơi, áo con cũ rồi, con nào mẹ mua cho con cái áo mới nhá mẹ nhá. Ừ, mẹ sẽ mua cho con áo mới. Mà con có một câu hỏi muốn hỏi mẹ, từ lâu lắm rồi, bây giờ con mới dám hỏi. Ừ, con hỏi đi. Tại sao một bên mắt của mẹ lại bị mù vậy mẹ? Chuyện này mai sau lớn lên mẹ sẽ kể cho con biết. Còn bây giờ con đi học đi, muộn học rồi đấy. Vâng ạ, con chào mẹ, con đi học đây. Con đi cẩn thận nhá. Cứ tưởng cuộc sống trôi qua bình yên như vậy, nào ngờ đứa con càng lớn nó lại càng tò mò và không thích cho người mẹ mù như thế chút nào. Vì bạn bè nó kỳ thị nó, người xung quanh cũng kỳ thị nó. Chuyện xảy ra vào một sáng nọ khi nó đang ở trường. Chúng ta chơi với vịt đi. Mình chơi vịt túi xì đi. Vịt túi xì ra cái chị dặn cái này. Chị dặn cái gì mình dặn cái này. Uầy, các bạn chơi gì vui thế? Cho mình chơi nữa nào. Không, bạn đi về đi. Bạn là con của người mù, mình không chơi với bạn đâu. Đúng rồi đấy. Đi về đi. Mẹ con mẹ tôi là mẹ mù thì làm sao? Không chơi với mày đâu. Tưởng đây thì chơi chắc. Ôi. Các bạn đâu có đói không? Chúng mình ra kia mua đi. Đi ngủ đâu? Hay là... Các cháu lại đây mà. Ăn củ lậu nha. Củ lậu đang nhìn một cân. Cho cháu một cân thôi. Thằng bé lại càng buồn và thất vọng hơn. Muộn rồi, chúng mình về đi. Chào bác. Chào bác. Lần sau lại mua nhá. Tại sao chứ? Tại sao mình có một người mẹ mù như vậy? Ước gì bà ấy chưa bao giờ là mẹ của mình. Lội từ quê hương lên thành phố để tìm đứa con trai của mình.
rồi người mẹ mù cũng tìm được nhà người con trai. Con trai bà, tôi không quên con trai bà, mời bà đi cho. Vâng, tôi xin lỗi cậu, tôi về ngay đây. Không nhận ra mình, xấu hổ với vợ con nó mất. Bà ấy là mẹ mình mà. Sao giờ mắt bà lại như vậy? Thôi. Rồi đến ngày họp lớp cũ, người con trai quay trở về quê hương, quay trở về mái trường và ngôi nhà đó. Nhưng ngồi trong ngôi nhà bây giờ chẳng còn ai cả, người mẹ mù đã mất, bỗng có người đến. Wow, sao... Này cậu Huy ạ, cậu vào đây có chuyện gì? Tôi đi ngang qua thôi. Đúng cậu rồi, sao bây giờ cậu vẫn quay trở lại? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi. Ông là ai? Tôi là ông hàng xóm ngày xưa ở bên nhà cậu ấy. Có phải trên vai cậu cũng ở vết bớt không? Sao biết chuyện đó? Đúng cậu rồi, cậu chờ tôi đây một tí. Ông này, sao mình không nhớ nhỉ? Này cậu còn nhớ cái này không? Cái áo này là của mẹ tôi mà. Sao có cái áo này? Bây giờ mẹ cậu nó không thể đưa cho cậu chiếc áo này nữa. Mẹ cậu đã mất cách đây mấy năm rồi. Bà ấy nhờ tôi đưa cho cậu chiếc áo này. Bà không kịp giải thích gì trước khi bà mất. Bà có nhờ tôi gửi cho cậu một lá thư. Cậu đọc đi rồi cậu sẽ hiểu mọi chuyện. Cậu đọc đi. Thằng bé mở bức thư trong đầy tò mò. Con trai yêu quý của mẹ ơi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Từ khi con còn bé, con có hỏi là tại vì sao mắt mẹ lại bị mù một bên. Khi đó mẹ không dám nói vì sợ con buồn. Bây giờ con lớn rồi, mẹ sẽ nói cho con nghe. Khi còn bé, có một lần con chơi và bị tai nạn nên một mắt của con đã bị hỏng. Mẹ không muốn cuộc đời con trở nên tăm tối nên mẹ đã lấy mắt của mẹ để thay thế cho con, để con có một cuộc sống thoải mái. Rồi khi con lớn lên, con bỏ nhà đi, mẹ đi lặn lội tìm con khắp nơi. Mẹ khóc đến lúc mở mù luôn mắt còn lại. Rồi mẹ gặp con trên thành phố. Khi con đuổi mẹ đi, mẹ cảm thấy vui vì được nghe tiếng của con nói. Nhưng mẹ không hề buồn khi con đuổi mẹ, vì mẹ biết nếu mẹ ở đó, con sẽ xấu hổ với mẹ, xấu hổ với vợ con. Nên mẹ đã về quê ngay. Mẹ cảm thấy rất mắc nguyện khi nghe được tiếng con nói. Mẹ yêu con nhiều lắm, con trai bé bỏng của mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi!